Giới thiệu các bác, đây là con Rô Sanoc chữ H, sản xuất thập niên 1960 của Đức nhá. Đức cũng sang ngày xưa, bọc vàng sáng lên gương này, mặc dù là quay lúc còn sẩm tối 5 rưỡi 6 giờ nhưng mà độ bọc vàng sáng gương rất mới, rất là đẹp. Con này mới trên 90%, mới phải 94-95%. Ở cầu giữa của nó thì nó có 1 trên 10 12K này, 1 trên 20 12K này. Rất là mới này, bọc vàng sáng ánh gương này. Đấy, cầu giữa nhưng càng phải nó có cái chuyện tròn, nó là logo của hãng từ ngày xưa này. Càng trái này thì nó có là chữ 140 này. Đấy, Dakota này. Rất là mới, sáng sủa này, 140 này. Chuôi nó còn có cái chữ logo của hãng này. Đấy, một chuyện vuông chuyện tròn ở chuôi. Nó là logo hãng từ ngày xưa. 140 Dakota. Rất mới, rất đẹp. Cầu giữa nhá, 120 12K. Chuôi ve nguyên zin, tất cả là nguyên zin nhá. Còn rất là mới, rất là đẹp này. Sáng sủa này. Sáng trang tổ quốc luôn.